Ôi, quyển truyện này á còn to hơn cả quyển của xoài ấy chứ. Tớ xin mãi mà cha không cho tiền mua vì cha bảo đắt lắm. Mít mật, cậu xin mẹ à? Ờ, thì tớ thiếu gì tiền đâu, thích là có ngay ấy mà. Có mỗi thế mà các cậu cũng khen lấy khen để. Mít mật, đừng thấy hoa nở mà ngỡ xuân về. Tớ còn nhiều đồ chơi lắm, cậu có mà mua bằng mắt. Cậu không phải dọa, thích thì nhích. Ôi, thôi toi rồi, giờ tớ mới nhớ cha dặn trông nồi cá kho. Thôi tớ phải về xem thế nào đã, nó mà cháy thì cha đánh đòn mất. Tớ về nhá. À, trò Hồng Xiêm đấy à? Ta qua nhà tìm trò nhưng không được. Ta muốn bàn với trò chuyện này trước. Dạ, con chào thầy. Có chuyện gì thế ạ? À, sắp tới trên huyện có cuộc thi, ta định cử trò đi. Nếu được giải sẽ được thưởng 10 đồng cơ đấy. Ôi, thế à thầy? Thế còn đồng nghĩa cả hai tay hai chân ạ. À, chào thầy. Vâng, chào chị. Hồng Xiêm đấy hả? Mít mật đâu ạ cháu? Cháu chào cô, Mít mật đang chơi ở đầu làng ạ. Chị Bẹo này, tiện đây tôi có chuyện muốn nói với chị. Chẳng là dạo này cho Mít mật học hành. À, chuyện đó thì tôi biết rồi thầy ạ. Tôi là tôi nhất trí cho cháu nó đi thi. Ờ, thì à, tôi nói là dạo này cho Mít mật rất ham chơi, học hành chảnh mạng. Mấy bài kiểm tra gần đây điểm thấp nhất lớp. Thế á, sao nó bảo với tôi nó học giỏi, được thầy cho đi học thêm rồi cử đi thi huyện. Tôi nào có dạy thêm, cho Mít mật dạo này học kém đi thấy rõ. Còn chuyện thi huyện, tôi đã chọn Hồng Xiêm đi thi rồi. Ờ, thì chuyện thầy tăng học phí từ 2 đồng lên 4 đồng là... Cả nửa năm nay tôi có tăng đồng nào đâu, cho Mít mật lại nói dối chị rồi. À, hóa ra là nó lừa tôi. Lúc bảo tăng học phí, lúc bảo đi học thêm. Ôi giời ơi là giời, con với chẳng cái, bao nhiêu tiền của tôi. Hóa ra Mít mật nói dối mẹ để lấy tiền mua đồ chơi, dạ oai với xoài. Quả này toang rồi Mít mật ơi. Ờ, cho Mít mật dám nói thầy tăng học phí để xin tiền mẹ, dạo này hư quá rồi. Học hành tử tế không muốn, lại muốn đi ăn mày. Tôi sẽ cho thằng Mít mật nghỉ học để nó biết thế nào là cực khổ. Khoan đã cô Bẹo ơi, cháu nghĩ bây giờ có mắng hay có đánh đòn hay cho nghỉ học cũng không phải là cách tốt đâu cô ạ. Cháu có ý này, cô xem được không ạ? Ờ, quá hay. Được được, cô sẽ làm theo ý cháu. Mít mật à, sau một thời gian buôn bán tích cóp, nhà ta cũng tiết kiệm được một thỏi vàng. Mẹ đang tính bán đi để mua đất hoặc để lại làm vốn cho con. Con thấy thế nào? Hả? Vàng á mẹ? Ừ, tất nhiên là con muốn rồi. Nhưng mà con tính vốn hay hấp tấp, mẹ chưa thể yên tâm giao cho con được. Ôi, mẹ cho con thỏi vàng đi mà. Sau này con hứa sẽ học hành chăm chỉ, ngoan ngoãn, con sẽ không làm mẹ thất vọng đâu. Nhưng mà con nhìn các bạn xem, từ xoài cho đến Hồng Xiêm hay là Na, các bạn đều tranh thủ đi làm thêm kiếm tiền. Chỉ có con là ham chơi, nên mẹ hơi lo. Ôi dào ôi, tưởng gì, làm thêm thì làm, con hứa sẽ đi làm thêm nếu mẹ để lại cho con thỏi vàng ấy. Thôi thế này nhá, nếu con kiếm được một đồng về đây, mẹ sẽ để lại cho con thỏi vàng đó. Một đồng á mẹ? Một đồng tuy lớn, nhưng nếu con chăm chỉ lao động thì sớm muộn cũng sẽ kiếm được thôi. Được ạ, mẹ hứa rồi đấy nhá. Mẹ hứa. Rồi, cứ thử làm việc rồi kiếm được một đồng đi con. Hy vọng cách của Hồng Xiêm sẽ giúp Mít mật thay đổi. Nhanh lên con, ăn thì nhanh mà sao đi lại cứ lề mề thế. Mẹ ơi, ăn thì phải vận động nhanh chứ, còn đi lại phải chậm chậm, còn để thở ạ. À, chí cãi là giỏi, nhanh cái chân lên. Vâng. Thủ trư dự. Thủ trư tức là thủ lợn. Ôi, có lẽ sắp được ăn thủ lợn à. Mít mật, con có nhanh cái chân lên không hay để mẹ đánh đòn con đây. Mẹ ơi,
Hôm nay cậu mợ sẽ đãi mẹ con mình món thủ lợn đấy ạ. Đói quá hoa mắt nên sinh ra đoán mỏ. Thôi, nhanh cái chân lên, mẹ cứ chờ mà xem. Đấy, mẹ thấy chưa? Con đã bảo nay nhà cậu mợ mình có món thịt thủ mà. Con của mẹ đoán mò thế mà giỏi. Con không hề đoán mò nhớ. Con đoán á có căn cứ hẳn hoi đấy ạ. Mẹ biết rồi. Con của mẹ giỏi lắm. Biết cả nhà cậu mợ cho mình ăn món gì nữa. Thôi, ăn đi con. Đây chẳng phải là món con thích nhất sao? Đúng rồi ạ. Con luôn mơ ước mình được ăn đã đời món thịt thủ lợn mà mẹ. Chiều nay mẹ con mình còn đi thăm họ hàng nữa đây. Vâng ạ. Mít mật, sáng nay con căn cứ vào đâu mà lại biết cậu mợ cho mình ăn thịt thủ? Thì sáng nay con qua cổng làng, thấy có dòng chữ thủ trư, nên con đoán ngay là hôm nay cậu mợ cho mình ăn thịt thủ. Thế cơ à? Ôi, con tôi giỏi quá. Bất yên, ôi, thế là không xong rồi. Bất yên nghĩa là chẳng lành. Học hành con cứ sáng láng như thế, mẹ mừng. Ồ, Mít Mật, con đang làm gì đấy? Không ổn rồi mẹ ạ. Có chuyện gì mà không ổn? Con thấy trên bia đá có ghi câu bất ổn, mà theo nghĩa là có chuyện chẳng lành. Mình nên đi khỏi làng này thôi mẹ ơi. Thật đã? Vâng, đi thôi mẹ. Nhanh lên, nhanh lên, nhanh cái chân lên. Cháy bà con ơi, cháy. Ui nhanh nào, cháy khiếp quá, lớn quá. Chạy nhanh sang nhà ông Quất, lấy thêm cái gậu nhanh lên. Ôi trời ơi, đúng là con tôi, giỏi quá, tuyệt vời quá. Cháu của cậu thông minh quá, có khi lớn lên, cháu làm nhà tiên tri ấy. Con trai tôi thông minh lắm, ở nhà cháu nó đi học, luôn đứng đầu lớp, được thầy khen lắm ạ. Cháu sẽ học thật giỏi, để lớn lên làm một đầu bếp. Sao lại đầu bếp? Con phải làm quan lớn, biết tiên tri mọi việc, phải làm sao mang tiền về cho mẹ. Chứ không phải mang ưu phiền về cho mẹ. Vâng ạ, lớn lên con sẽ là một quan tiên tri. Thằng bé, bé tí mà đã có năng khiếu biết đùa rồi. Đã nói con tôi thông minh mà, chuyện gì cháu nó cũng biết. Này, Mít Mật, cháu nhìn thấy chữ thủ trư ở ngoài đầu cổng làng phải không? Vâng ạ. Cháu nhìn sai rồi. Dòng chữ trên cổng làng là thủ trư dự, nghĩa là lấy trong quẻ dự, chữ trong sách kinh dịch. Có lẽ Mít Mật loáng quáng nhầm nghĩa. Thủ trư tức là thủ lợn. Thủ lợn đáng ra là trư thủ, chứ không phải là thủ trư. Ờ thế ạ? Thế còn cái chữ ở bia đá ở chỗ đền làng mình ạ? Chắc cháu nhìn thiếu nét nên nhầm đấy. Bia đấy là chữ hạ mã, có thể bị che vài nét, nên cháu nghĩ là bất ổn, tức là chuyện chẳng lành. Cứ cho là nhầm đi. Nhưng cụ ơi, tại sao cháu nó biết nhà cậu mợ có món thủ lợn, biết làng mình có đám cháy? Có thể là cháu nó gặp đúng thời điểm thôi, chứ không phải tiên tri hay tiên trì gì đâu. Cháu Mít Mật cần phải học hành nhiều hơn mới làm quan được. Oh.